Sáng nay sáng chủ nhật gia đình đi ăn sáng. Giờ không biết ăn sáng ở đâu. Giờ chắc mình đi lên đường Nguyễn Chí Thanh. Nguyễn Chí Thanh ở phố Bàn Thờ. Ở đó có hủ tiếu. Hủ tiếu của người qua cũng ngon lắm. Đây là đường chợ Tịnh Xu. Chợ Tịnh Xu phường Cầu Kho. Đây thì có cái bánh mì Liên Thái. Qua mình quay cho các bạn xem. Sau đây nghe nói có cái bánh mì ngon, bánh mì Nguyên Sinh. Xin ở đâu nghe nói hai góc Tịnh Xu Nguyễn Cư Trinh. Đây qua đường Nguyễn Cư Trinh này. Mình là đường Nguyễn Trãi. Buổi sáng trời không có nắng, hôm nay trời âm u. Phía trước là nhà khách Phương Nam, kế bên bộ nội vụ quản lý xuất nhập cảnh. Sao lầm lại không? Xe cũng thoải mái. Bây giờ mỗi ngày là mỗi bữa ăn là cũng suy nghĩ không biết ăn ở đâu, quay đâu. Các anh chị bạn xem, nếu mà các anh chị bạn mà có cái địa điểm nào đó thì comment phía dưới để mình biết, mình đi đến mình review thử. Xe buýt qua chợ Đồng thì thấy ít quá, ít quá. Xây lại nhìn uy nga tráng lệ. Là đường An Dương Vương nè. Ở đây cũng có rất nhiều quán cơm tấm. Nhưng mà khu này thì mình ăn cũng giáp rồi. Giờ mình đi tìm cái mới lạ, chỗ mới. Có qua mua cơm tấm đâu ở An Dương Vương không? Đây nè, cơm tấm ở trên cơm tấm hẻm trước giờ, bữa giờ ăn gì? Chỗ
tên rất là nhiều. Nên khi mình thấy bây giờ thấy tên đường này nhưng mà ngày xưa nó không phải tên đường này. Thì mình nói tên đường này với những người xa xứ không biết. Cũng là con đường chuyên làm xe, sửa xe máy.
nãy mình đi đường An Dương Vương rồi, giờ thì chuyên làm xe ô tô, giờ xe đường Nguyễn Thanh thì chuyên làm xe mô tô. Chắc mình tạm dừng video tại đây, hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo nha.